Cát Tường và Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay, xem họ có đồng cảm và đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mất niềm tin với con gái. Ủa, trời đất ơi, người đó chủ động với em tất cả. Trước giờ thì em có đơn phương cười cũng nhiều lắm, tại vì chắc em bị mê trai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em tên là Trần Thiên Quốc, năm nay em 26 tuổi, quê em ở Vĩnh Long, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm nghề gì? Dạ, em làm bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em là Thanh Thúy, hiện nay em 26 tuổi, em ở Sài Gòn. Em làm nhân viên văn phòng ở một công ty về sáng tạo. Quê mình ở Sài Gòn luôn hả bạn? Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình, dài không bạn? Sâu sắc không? Dạ, nói chung mối tình đầu tiên của em thì cũng hơn 3 năm. Tình thứ hai cũng hơn 1 năm anh. Lý do chia tay? Dạ, nói chung là người con gái em quen thì nói chung em cảm nhận họ không có thật với mình á. Qua 2 mối tình rồi em cũng cảm thấy là mất niềm tin với con gái. Ơi, tại sao lại mất niềm tin? Mối tình đầu tiên của em là người đó chủ động với em tất cả. Là vậy tốt chứ sao đâu. Em cũng chủ động. Chủ động quen em, chủ động nắm tay em, chủ động hết tất cả. Chủ động buông tay em luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi cuối cùng cái mối tình thứ hai thì sao? Dạ thì mối tình thứ hai người đó vừa quen em mà vừa quen thêm một người khác nữa chị. Trời. Là hai cái vậy là rồi là giờ là mất niềm tin luôn đó hả? Dạ. Con hiểu rồi, hiểu câu chuyện của em rồi. Còn câu chuyện bên kia thế nào? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Trước giờ thì em có đơn phương cười cũng nhiều lắm, tại chắc em bị mê trai. Mê trai. Mà sao mê không anh nào mê lại hết trơn hả? Có nhưng mà nó không có song phương á chị. Dạ. lúc này mình thích thì người ta không đúng thích. Đúng rồi, giờ là theo tình vậy mà. Bên kia cũng một bi kịch, bên đây cũng một bi kịch. Trời ơi. Rồi thôi bây giờ mình bỏ qua cái đó đi. Nói chuyện buồn quá, mệt quá. Em nghĩ là em bị một gái là em thẳng tính quá. Với lại giống như bạn bên kia nói là không thích con gái chủ động á. Mà em lại là người rất là chủ động. Chết. Tức là em thích một thời gian và em chịu không đổi là em sẽ nói ra. Nhưng mà nhiều khi người ta lại không thích như vậy. Có nhiều thứ mình tỏ ra mạnh mẽ quá thì con trai sẽ không thích. Không, chị thấy cái chuyện đó thì bình thường. Bây giờ nam nữ bình đẳng. Đây, để bạn trai giải thích nè. Thích thì mình nói thôi. Đối với mình á, là mình cũng thích một người con gái chủ động và mạnh mẽ. Nên vấn đề là bạn cứ yên tâm. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Đúng rồi. Nói chung là em cũng đảm đang lắm anh. Công việc nhà là em cũng làm được hết. Như là nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, vân vân. Được, tốt. Giống tôi. Gì nữa? À, em cũng thích chơi thể thao, thích đi du lịch. Dạ. Thể thao chơi môn gì bạn? Dạ, em chơi bóng bàn với bóng đá chị. Rồi. Dạ. Còn khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một xíu. Nhưng mà cái sự nóng tính đó của em nó rất là nhanh quên. Thí dụ em nóng tính với người yêu của em chẳng hạn, sau khoảng 15-20 phút sau đó em bình tĩnh lại, em suy nghĩ lại, nếu như em sai là em sẵn sàng đi theo người đó, em năn nỉ. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là em quyết đoán, còn khuyết điểm thì cũng giống bạn nam là em cũng nóng tính, rồi em cũng dễ quên luôn. Tức là em nóng rồi xong cái em chửi ầm xà phèo lên, xong rồi sau đó em sẽ quên. Mình có đặt ra mẫu người bạn trai mình mong muốn khi đến với chương trình là như thế nào không? Bây giờ em thực tế hơn hồi xưa rồi. Hồi xưa thì em giống như mê trai mà ai mà được mắt đó là ào thôi. Còn bây giờ thì em muốn là người đó có một cái công việc ổn định, biết nấu ăn như bạn là em thấy thích rồi đó. Dạ. Em cũng muốn tìm hiểu về gia đình nữa. Mình cưới một người là mình cưới cả dòng họ của người ta mà. Nên là nếu mà cảm thấy không hợp hay gì đó thì cũng phải cân nhắc cái vấn đề đó. Là mình đưa ra tiêu chuẩn như thế nào? Bạn muốn gia đình như thế nào? Em không thích gia đình, không thích người Bắc. Thì bạn này là ok rồi. Còn nên là cái này không được, anh phải qua tranh cãi với em mới được. Cái này không chấp nhận. Ở đâu cũng vậy chứ á, có người tốt người xấu, trong Nam ngoài Bắc hay bất kỳ nơi đâu thế giới. Dạ. Em gái dễ thương mà nha, hứa với anh thay đổi đi. Dạ. Nha, anh làm mai này kia, anh bên kia đẹp tay lắm. Hết mê trai rồi. Hồi xưa thôi. Rồi anh. Ok. Còn điều gì nữa không? Về vóc dáng bên ngoài.
cao hơn em để cải thiện nòi giống chị. Mình có cái chuẩn nào mình đưa ra không? Không, em thì cũng dễ tính lắm chị, nhưng mà tại vì có một cái là em hay nói chuyện theo kiểu là bắt bẻ người khác á. Nên là nhiều khi bạn kia bạn hiền quá thì nhiều khi em sẽ bị chán. Có thể bạn nó lanh lanh một chút xíu. Rồi, bạn nữ chia sẻ vậy thì nãy giờ bạn nam cảm thấy như thế nào? Em cũng lanh lắm chị. Lanh không? Dạ lanh chị. Bác sĩ lanh. Lanh mới tư vấn được nhiều bệnh nhân, mới làm được nhiều tiền với chị. Đúng rồi. Rồi, mong muốn của em tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì nói chung em dễ lắm anh. Thì em cũng muốn tìm một người cao khoảng 1m55 trở lên, dễ dễ nhìn xíu. Nhưng mà đối với em á, là điều quan trọng nhất á, là xác định yêu nhau rồi á, là phải thật lòng với nhau. Rồi. Em chỉ cần một người thật lòng. Dạ. Mất niềm tin lần nữa là dạ. Mệt lắm á. Chào em, cùng quê chị đó. Hôm nay là, ủa anh Linh có đăng ký khám răng hả? Thế sao mặc áo blue lên đây? Dạ tại hồi nãy em đi qua đây cũng gấp á chị, rồi nên em đang làm bận đang làm đi qua đây luôn. Anh tính để hồi cho cô kia bất ngờ. À vậy em hả? Hỏi cô kia hết bất ngờ, hồi cô thấy tự nhiên có bác sĩ xuất hiện cô bất ngờ. Đâu có diện hồi cái này lại cũng bất ngờ nè. Đó hồi vậy mình bất ngờ. Rồi em bình tĩnh cỡ. Làm vậy đó. Bây giờ em làm lộ ra rồi hết làm rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đến với chương trình là mình có dự định là nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân vậy không? Dạ nếu như được thì có lẽ là qua Tết hoặc là cuối năm sau á chị là sẽ tiến đến hôn nhân. À mình lập nghiệp ở thành phố luôn hay là mình về quê? Dạ thì tùy theo bạn nữ nữa chị. Là mình đi theo bạn nữ cũng được luôn? Dạ. Ủa sao dễ vậy? Bác sĩ làm đâu không được. Anh hiền quá ha, mặt mày hiền lành. Ủa nhưng mà mình có tật xấu gì không? Bác sĩ nha khoa nhưng mà em có hút thuốc nhưng mà em hút ít à. Nhậu nhạt gì dữ không? Dạ không, nhậu thì em thua. Em uống khoảng 1-2 ly để xả dao thôi chị. Rồi, được rồi, vậy rồi. Là ổn lắm rồi. Đơn giản vậy thôi. Cho gặp người thân đi. Hôm nay mình có đi chung với ai không? Dạ em đi với anh họ của em. Anh họ của em. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Anh thấy là bạn này ok đó em. Hai bạn này hiền, hai bạn có thể sau này là tương tác nhau được nhiều hơn á. Hiền mà tương tác là tương tác cái gì anh? Thì một bên nóng thì một bên phải hiền, bên hiền bên nóng. Nó mới tương tác được chứ còn lại hai cái nóng quá nó bể. Không, anh bên kia nãy anh cũng nói anh nóng lắm à. Anh nóng nhưng mà khi mà Thúy nóng thì anh sẽ hiền tại vì anh là bác sĩ mà. Đúng rồi. Đúng. Nói đúng á, cảm ơn anh. Rồi. Bác sĩ mình có đi với ai không? Bác sĩ nào nữa không? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Thân lắm không? Dạ, dạ sống chung từ nhỏ lớn. À, thân ai thấy lo là mệt lắm á. Chào anh Hoàng Linh, chào rồi, chị. Chào bạn. Dạ, chào quý vị khán giả. Thì hồi nãy giờ ngồi dưới đây á, nghe bạn gái này nói chung với sở thích với Quốc, ở hoàn cảnh cũng giống Quốc, rồi tính tình thì cũng giống nữa, thấy ok đó rồi. Thấy ok đó. Rồi được rồi, cảm ơn bạn thân luôn. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Bắt đầu. Dạ anh đang đến có món quà này. Cảm ơn. Em cảm nhận về anh như thế nào ạ? Em thấy chắc anh không nóng tính đâu, không nóng bằng em đâu. Nói chung á là anh nhìn cũng tốt lắm em. Kế hoạch mình hẹn hò hay là mình con cái sau này như thế nào? Hồi nãy anh nói là năm sau hả? Dự định là như vậy thôi, còn một phần là tùy thuộc vào em nữa. Không mà ý là nãy giờ nói chuyện á, em cảm thấy có rất là nhiều điểm chung. Giống như cái chuyện là năm sau, cái em cũng muốn năm sau. Thật ra là em đã định trước như vậy. Anh nói năm này em cũng tưởng tượng lắm. Không, thật ra là từ nhỏ luôn rồi. Từ nhỏ là em đã xác định là em muốn có con trước 30 tuổi. Xong rồi em xác định luôn là 27 tuổi em sẽ lấy chồng. Không, xong tới mức mà em nói 27 tuổi mà mẹ em nói là thôi 25 đi con. Cái em cũng không chịu luôn. Vậy là anh này nói em chịu đúng không? Dạ, nên là anh này nói năm sau là thấy sao mà trùng hợp như vậy á. Nhưng mà giờ ví dụ như là mối tình này nè mà thành nè, là coi như nãy giờ là ai cua ai, là ai nắm tay ai trước? Không, từ từ này để em đi chị. Ờ vậy đi, để em chủ động tí đi chứ. Để ta nắm em lại. Dạ dạ đúng rồi. Đợt này để em nắm để em giữ lại luôn. Đúng rồi, chứ để người ta nắm em cái người ta buông ra cái mất tiền. Bây giờ bước lên gần qua, bước lên gần mình chủ động một lần xem sao. Nhanh lên, cái này quan trọng lắm nha. Lãng mạn vô nha. Đúng rồi, chờ xin tới nắm tay em tí. Nắm tay mà sao giống bắt tay quá. Nắm tay tỏ tình chứ phải bắt tay. Hai người nhìn thẳng mắt nhau không có nhìn ra đằng sau. Hãy nói với nhau những lời yêu thương nhất. Bắt đầu. Thôi cố gắng cuối năm sau hai mình cưới em nha. Em gái nói thế nào?
Dạ em sẽ cố gắng. Vậy thôi hả? Ờ, được rồi. Thôi buông đây đi. Cảm giác mình lần đó, chủ động mình nắm tay người ta, mình thấy sao em? Em thấy có cái gì đó nó ấm áp chị. Giống như là em rồi, không biết diễn tả sao. Còn bạn gái thấy sao? Như lần đầu em được vậy á. Lần đầu tiên luôn á hả? Nói giờ toàn nhào vô nắm người ta không hà, hiểu không? Lần này được, lần đầu tiên được nắm luôn á. Suy nghĩ thật kỹ nha. Không phải chuyện chơi nha các bạn nha. Bấm nút là chúng ta đồng ý để tiến xa hơn. Và các bạn bắt buộc phải hôn lên sân khấu. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức rồi đó. Chính thức chúng ta hẹn hò nhau. Hãy hôn một cái hôn kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Ôi anh ngại lắm anh. Không có ngại. Đã bấm nút là tôi đã giao rồi mà. Nào, hôn không có gì. Hôn bác sĩ. Chờ đến hôn em. Không gì đâu. Hôn rồi anh, hôn rồi. Nhẹ nhàng, tôi đếm từ 1, 2, 3 mới buông ra. Nào, bắt đầu. 1 2 2 rưỡi 2 chấm chín. Sao bạn gái? Cảm giác sao? Thích không? Thích hả? Thích là được rồi. Rồi vừa ôm hòa vừa nắm tay bạn gái thì bạn. Mọi người nhận xét là em vui vẻ, hòa đồng, dễ thương, xinh, chẳng đẹp, ngoan hiền, tốt bụng, cũng hơi cao giống như Phan Thanh Hà chẳng hạn. Thôi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cặp đôi đầu tiên. Rất là dễ thương. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả mà. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi chúng ta giới thiệu về mình. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Sâm, em quê Thanh Hóa. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 9. Em làm nha sĩ ạ. Nha sĩ? Dạ. À, hay nhiều nha sĩ với ta. Mời bạn trai giới thiệu. À, dạ, chào mọi người ạ. Mình tên là Quốc Đạt. Mình là kỹ thuật sư. Năm nay mình 29 tuổi. Mình là người Huế. Dạ, em đang làm việc ở quận 7. Ở chơi văn phòng hay là? Dạ, làm ở văn phòng, kiểu thiết kế. Bạn làm nghề kỹ thuật sư bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm ra trường khoảng 5 năm rồi. Bạn đã thiết kế một cái ngôi nhà tình yêu của mình như thế nào? Ngôi nhà chỉ cần là đầy đủ tiếng cười, cảm thấy là vui vẻ, hạnh phúc, không gian bên thoáng đãng là tốt rồi. Còn lại, mấy đứa con? Khả năng mình có thể nuôi được bao nhiêu thì có kiềm chế hoặc tìm mọi cách để... Một gà một cái là đủ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Những ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Mọi người nhận xét là em vui vẻ, hòa đồng. Em rất là nhiệt tình trong công việc. Còn nhược điểm của em thì em thẳng tính. Có cái gì là em nói ra luôn ấy. Em cũng hay quên nữa. Ví dụ nói về một vấn đề nào đó là em phải hỏi lại. Rồi làm răng cho người ta, rồi gắn cái răng này, rồi tháo ra, rồi gắn vô đúng chỗ không, rồi quên nữa. Rồi có nào trật chưa trong công việc, có cái nào về quên. Trong công việc thì em rất là cẩn thận. Thế mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Trải qua 2 mối tình nhưng là chỉ là tìm hiểu, nếu mình không hợp thì em chia tay nhanh, khoảng 4 tháng thôi. 4 tháng thôi? Dạ. Nhưng mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào? Giống anh Quyền Linh. Dạ. Cao 1m65 trở lên. Rồi là người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ những công việc mà cho gia đình. Trong gia đình với vợ của mình đúng không? Không có hút thuốc rồi nhậu nhiều ấy ạ. Ở bạn trai đó có giống anh Quyền Linh không? Dạ, cũng xem ạ. Bạn biết cái là trai hơn, trắng trẻo hơn. Nhưng mà quan trọng là có phụ vợ làm việc nhà giống như anh Quyền Linh không kìa. Cái đó mới quan trọng. Dạ, khi đó mà tới đúng thời điểm thì bắt buộc phải làm nha. Cái này chuyện bình thường mà. Mình giúp vợ, giúp gia đình đâu có sao đâu. Dạ, hơi làm biếng một tí nhưng mà... Hơi làm biếng hả? Dạ. Lúc chưa có vợ là vậy chứ lúc có vợ làm biếng không được các bạn ơi. Có một cái tiêu chí gì về người phụ nữ tương lai của mình không? Dạ có. Ngoan hiền, tốt bụng,
cũng phải biết ra ngoài xã hội nhưng mà cũng phải quan tâm đến gia đình. Dễ thương, xinh, chẳng kẹt. Dạ, được rồi. Có thể giống ai không? Mỡ thì cũng hơi cao giống như Tân Thanh Hà này. Bạn có tật xấu gì không bạn? À, dạ, tật xấu là làm biến ạ. Kiến trúc sư làm biến. Rất là lười công việc nhà, lười vận động, chơi môn thể thao gì cũng dở. Mình có ưu điểm gì không? Cũng chịu khó làm việc, việc quan tâm đến gia đình. Có hai bạn kiến trúc sư á, thiệt làm biến thiệt á. Ngồi vẽ có nói cái gì á, ăn dục qua, uống dục ra, cứ biết là vẽ. Vẽ ngày, vẽ đêm, vẽ thậm chí 3 ngày không tắm luôn. Có không? Kiểu đó là kiểu thời sinh viên giờ. Mà giờ có không? Giờ đợi rồi. Hả? 2 ngày đúng không? Dạ, 1 ngày. Hả? Dạ, 1 ngày. Bữa này người ta bác sĩ, người ta sạch sẽ dữ lắm luôn. Chào chị ạ. Em cũng quê với chị đó. Đúng rồi. Chị rất là xinh. À, cảm ơn em. Đừng có khen tôi đẹp rồi đánh trống lảng cái vụ là ở dơ. Đó là thật xưa đó. Sạch sẽ nha. Dạ. Nhưng mà không có thích cái điểm gì ở con gái không? Hơi lòe lòe quá. Vậy là ăn diện quá thì cũng phù hợp với mình lắm. Mình đang người dạng gì? Thì bao giờ mình tổ chức đám cưới được nếu mà hợp nhau? Dạ, nếu hợp nhau thì khoảng 1-2 năm. Rồi mình lập nghiệp ở đâu? Dạ, ở đấy. Ở đây luôn. Dạ, dạ. Rồi, vậy được rồi. Rồi, để xem đàn gái thế nào nha. Chào bạn gái. Nãy ý nãy đó, ví dụ giờ anh về anh vẽ miệt mài 2-3 ngày anh không tắm thì sao? Em không chịu đó. Không chịu được. Dạ. Mình phải làm sao cho anh tắm chứ. Lúc nãy về là phải có chiêu ạ. À, đúng rồi. Có chiêu. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích người ở dơ. Không đúng được điểm luôn rồi. Không biết chăm sóc bản thân mình. Rồi em thích người lười. Đúng quá bởi người ta. Không, cái này dễ khắc phục được em. Dạ. Không sao hết. Đây không thích người đào hoa. Anh có đào hoa không? Dạ không biết được. Vậy là đào có rồi hoa. Để qua hỏi đáp ứng được bao nhiêu phần trăm ha. Thấy dính hết trơn luôn á. Em thấy dính hết trơn. Không, những mấy này thay đổi được em. Dạ. Cái chuyện đào hoa thì anh nghĩ nó làm việc lại cái vụ đào hoa cho em coi. Tại người ta thương mình thôi chứ mình đâu phải thương lúc nào đâu. Đó, 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 đúng rồi. Mình thương người nào ta không thương nữa, mình thương người khác. Hôm nay mình đi có bà, có người thân của mình đi theo ủng hộ. Dạ có, gia đình của bạn gái đó ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Phía phía gia đình luôn luôn cởi mở, luôn luôn đón nhận tất cả những cái tình cảm của các bạn trai. Thì em thấy là cũng phù hợp. Kinh nghiệm của anh á, anh thấy anh này đào hoa không? Kỹ thuật thì không đào hoa đâu. Nếu mà dân nghệ sĩ như anh Linh thì đào hoa. Em cũng là dân kỹ thuật. Em muốn đến với em gái của mình ngay lập tức phải sửa cái tính, phải chăm lo gia đình, phụ giúp gia đình. Anh chỉ cần duy nhất một tính này thôi. Nếu em về với bạn, với em gái của anh. Về với đội của anh. Về với đội của anh. Ok, được không? Dạ được. Được ha. Hôm nay mình có ai ủng hộ mình không bạn? Em gọi hộ em, con cầu. Thì em cũng thấy là đây có thể có một cặp là thú vị. Và coi như là cũng là một cơ hội để anh của em có thể học hỏi những cái tính tốt hơn. Và về chị thì em thấy là chị phù hợp với anh của em. Ủng hộ, đúng không? À, tại vì người Huế cũng khó tính cho nên là những cái tiêu chuẩn mà chị đưa ra thì cũng phù hợp với người Huế. Em nghĩ vậy. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên. Chúng ta sẽ bắt đầu gặp gỡ. Chúng ta có ít phút ha. Thắc mắc gì là cứ trao đổi thẳng thắn. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Chào em. Cảm ơn quá thằng này. Em cảm ơn này. Anh anh có thấy em khác gì nhiều trong cái những gì anh tưởng tượng không? Cũng hơi khác so với anh tưởng được. Em cũng rất là xinh. Dạ. Em có cảm nhận gì về anh không? Anh nói như anh Quyền Linh là anh rất thư sinh. Em nhìn không biết có đào hoa hay không, nhìn rất là cũng chắc được. Là nhiều bạn nữ để ý lắm. Người chung cũng có nhưng cũng không nhiều. Anh có gia trưởng không? Anh rất là hiền. Cái tật mà anh lười anh có sửa không? Tất nhiên là gọi sửa chứ, anh cũng đang phải là dọn và anh sống một mình cho nên cũng hơi lười. Nhưng mà có người sống cùng thì mình sẽ gọn gàng hơn. Nếu như hai người đồng ý hẹn hò tiến đến xa hơn thì kế hoạch phát triển kinh tế như thế nào? Mời chàng kiến trúc sư. Cả hai bên đều có gia đình, đều có công việc ổn định. Thì em nghĩ là kế hoạch thì sẽ cùng nhau chung sức để mua nhà rồi tạo dựng từ từ. Bởi vì em cũng tích góp nhưng mà cũng chưa được nhiều. Em có hay về quê không?
Em thì Tết em về quê. Thời gian làm việc của em thì về cái thời gian rất là nhiều. 8 giờ tối em mới về cơ. Bây giờ hãy hát một bài hát nào đó nó ngọt nào. Chúng ta chia sẻ giây phút này. Anh cũng rất hay hát nhưng mà hát không được hay. Chủ yếu là tình cảm. Hát đi em, hát lên những lời trái tim. Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm. Có tiếng hát ai như cơn gió mát, giọt lệ nào là dòng suối trong veo. Hay là tôi đang ở trong em đó, như tim em về ngủ trong tim tôi. Em có hát đi. Em có tự hát. Em hát không hay. Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Nếu ngày ấy và một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau. Lò quá. Bây giờ hai bạn về có thể bổ sung nhau hát hát lại á. Dạ. Một người nói một câu nào đó chúng ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện. Anh cũng tới đây thì cũng mong muốn tìm cho mình một người bạn gái phù hợp. Anh chỉ muốn nói là mình sẽ cùng cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Dạ. Nhiều hơn. Lần đầu gặp nhau thì cũng chưa nói được điều gì hết. Thì mình cùng cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hết thời gian. Để ta nút bấm đi giúp bạn. Đây. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa, tại sao bạn Nam lại không bấm? À, tự nhiên trong cặp này chưa rung đồng lòng. Đó là những giây phút rất là thật, không sao cả. Có thể chúng ta chưa thấy rung động, chúng ta không nên bấm. Để biết đâu cô gái này có nhiều người đang xem, hàng triệu chàng trai đang xem truyền hình muốn bấm nút. Chúng ta dành cơ hội để cho người khác. Cô gái rất là dễ thương, rất xinh xắn, có nghề nghiệp ổn định. Có thể bạn đã bỏ qua một cơ hội. À, dù bạn Nam có suy nghĩ thế nào thì em vẫn theo quyết định của em là vẫn cho mình cơ hội, cho đối phương cơ hội để tìm hiểu. Chứ lần đầu gặp nhau là không thể nói được điều gì hết. Đúng rồi. Và thay mặt cho chương trình vẫn là mong muốn có thể ngay tại đây các bạn chưa có tìm được một điểm chung với nhau, nhưng mà trong cuộc sống các bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị. Thôi, mỗi người chúng ta hãy tự đi trên con đường ta đã chọn và cố gắng tìm được một người thích hợp với mình. Chúc các bạn sẽ may mắn, hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.